Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 8 dương lịch. Đấy, thì em có lên sóng về một cái bàn của bác khách ở Vĩnh Long, mộ án gian thờ mẫu sen không lọng thục các bác. Ở phần cuối video thì em sẽ báo giá con sản phẩm này là bao nhiêu tiền các bác nhé. Cho gia đình nhà bác ấy xem để nghiệm thu phần mộc ở xa. Thì nhiều bác có hỏi là làm sao mà nghiệm thu phần mộc ở xa được ấy, thì em sẽ có những cái video cụ thể chi tiết như thế này, quay từng góc cạnh gửi cho bác ấy xem. Đăng trong nhóm Đồ Gỗ Gia Vũ, đăng lên trên kênh YouTube thì có thể kiểm tra được đa nền tảng, đa mặt luôn các bạn. Đấy, thì con bàn này bác ấy đặt em là từ tháng 6. Thì bác ấy bảo em rằng là để gỗ lạt cho nó khô, vì bác ấy biết là nhựa của thằng gỗ hương đá này nó ra. Đấy, bác ấy xem kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ nhiều, xem video của em nhiều thì bác biết cái nhược điểm của thằng gỗ, nhựa của thằng gỗ hương đá. Thế nên bác bảo là bác đặt từ tháng 6 thì đầu tháng 9 là sẽ gửi vào cho bác ấy. Tại vì qua hết tháng 7 âm lịch các bạn, tức là vào tháng 8 âm lịch. Đấy, đầu tháng 8 dương lịch âm lịch là sẽ gửi vào cho bác ấy, thì chuyển vào Vĩnh Long cho nó đẹp ngày. Đấy, và đặc biệt là phải lắp đặt tận nhà cho bác ấy ở Vĩnh Long các bác. Đấy, thì nay đúng ngày em trả mộc thì em xin gửi video này đến cho bác và gia đình cùng xem. Và bác nào đang xem kênh YouTube, đặc biệt là đang xem được video này ấy, thì có những bình luận nào về mẫu mã, về chi tiết ấy, thì các bác nhớ để lại comment ở phần bên dưới để cho bác ấy được xem và được tham khảo nhiều ý kiến của các bác hơn các bác nhá. Thì em xin đi chi tiết vào con bàn này. Với con bàn án gian thờ mẫu truyện sen này, chân 12, dài 1m97, cao 1m17 và rộng là 97, thì các bác có thể thấy được cái phần vừa nãy em cạo ấy các bác. Đấy, thì em chia sẻ cái này cho các bác này, là với những cái mẫu hàng của bàn thờ của gỗ hương đá, gỗ nó khô ấy, thì khi mà mình đục các bác, gỗ nó khô mà mình đục thì nó sẽ tạo ra những cái vết đen. Các bác nhìn thấy những cái vết đen mà em vừa cạo đi đấy, là cái mũi đục nó đục xuống ấy, là nó sẽ bị cháy gỗ. Đấy, là do gỗ nó khô quá, nó dai, cháy gỗ, nên là khi mà làm nguội thì nó sẽ hơi vất vả một tí, là phải cạo tất cả những phần đen ấy đi cho nó đẹp. Đấy, để khi sơn lên cho nó đẹp các bác. Đấy, nhưng mà khó khăn với cơ sở sản xuất, nhưng mà em vẫn nói ra cho các bác biết để các bác khi đặt hàng thì các bác biết. Nhưng mà vì sao nó có những cái vết đen như vậy, là vì gỗ nó khô. Đấy, các bác để lâu gỗ nó khô, đảm bảo cho cái chất lượng sản phẩm của mình và đảm bảo cho cái dòng sơn sau này của mình các bác. Đấy, thì em xin đi chi tiết vào cái mẫu sản phẩm án gian thờ truyện sen như thế này. Với phần khuôn mặt là em làm cho bác giấy 4 phân ván 1,5 phân đậu, rộng là 97, dài là 1m97. Thì bên dưới em làm cho bác đây là 7 thang xà, trong đó có 2 thang én và 5 thang đỡ. Và các bác nhìn thấy cái mẫu truyện sen như này ấy, cực kỳ là dễ lau chùi các bác. Và đặc biệt là cái phần dạ tiền bên dưới là không lọng thủng. Nếu mà nhà bác nào đang có người già này, hay là hai vợ chồng trẻ đang làm ăn kinh tế này, đấy, buôn bán kinh doanh này, ít lau chùi bàn thờ, đấy, ít dọn dẹp bàn thờ, chỉ những ngày rằm, ngày lễ, đấy, mùng 1 mình lên thắp hương ấy, thì các bác nên chọn ngay cho em cái mẫu sản phẩm này. Cực kỳ là đơn giản, rất nhẹ nhàng, chỉ cần lấy cái chổi hay là những cái rẻ lau nhẹ qua cái là sạch sẽ, là đẹp luôn các bác. Với phần khuôn mặt em vừa báo cho các bác ấy, là khuôn 4 phân ván dày 1,5 phân là mặt ghép 2. Đấy, phần vai em làm cho bác này là vai 6 bản 10. Đấy, nhưng mà các bác nhìn thấy cái phần ghép mặt, ghép nối ở đây. Đấy, đi xem mộc thì mình xem cái gì? Xem về chất lượng gỗ, xem về kỹ thuật thợ người ta làm, xem nó có bén, nó khít hay không, thì các bác nhìn thấy xem ạ. Đấy, quá là bén, quá là khít ở những cái phần chi tiết cái ghép nối như này, đúng không các bác? Đấy, mình phải xem những cái phần đó để xem tay nghề thợ như thế nào, để giá tiền mình bỏ ra nó có xứng đáng hay không. Và rất ít những cơ sở người ta chia sẻ với các bác những cái điều này. Nhưng mà với em thì em luôn bảo các bác ấy là đi xem mộc thì phải cần xem những cái gì, và lên video em sẽ quay cho bác ấy xem những cái phần đó để đảm bảo được cái chất lượng hàng các bác. Vai 6 bản 10, chân 12, trả tiền dày 4 phân. Và các bác nhìn hoạt lại ở phần bên trong này các bác này. Và em xin chia sẻ với bác, đây là cái mẫu hàng sản phẩm theo bọn em gọi là hàng loại 3, là có sử dụng bu lông ốc vít để gia cố thêm. Đấy, thì ưu điểm của cái hàng này thì là nó rẻ. Đấy, nó phân khúc hàng gọi là rẻ, nhưng mà rẻ với cơ sở Đồ Gỗ Gia Vũ. Tại vì hàng loại 1 của em là hàng mộng thắt. Đấy, hàng loại 2 là hàng mộng thắt cải tiến, và hàng loại 3 là hàng sử dụng bu lông ốc vít như này, thì nó sẽ có giá thành rẻ. Đấy, nhưng mà so với những cái cơ sở sản xuất hàng chợ, đấy, hàng ở ngoài thị trường là nó sẽ vẫn cao hơn. Tại vì đảm bảo cho các bác được cái chất lượng gỗ. Các bác nhìn xem, đây là hệ thống bên trong, chất lượng gỗ bên trong đây ạ. Mặt trong mặt ngoài thì nó cũng như nhau cả, chất lượng gỗ là như nhau. Đấy, nhưng mà mặt ngoài
là sẽ được đục tỉa kinh bóc sắc nét hơn đấy, để đảm bảo được cái chất lượng hàng, nó sản phẩm nó được đẹp nhất và ưng ý nhất các bạn. Và cái thang xà đằng sau này là thang xà lim cổ là dày 2 phân, các bạn nhìn thấy này, cực kỳ là dày dặn. Nếu mà các bác ở xa mà không đến kiểm tra hàng mỏng được thì các bác có thể áp dụng cái cách mà em đang làm ở đây để bảo nhà xưởng nhà mình gửi những video cụ thể chi tiết từng góc cạnh phần đấu mòi đấu mộng để gửi đến cho mình xem, để đảm bảo được cái hàng chất lượng của mình nó được tốt nhất và ưng ý nhất các bác nhá. Và mẫu bàn sen của bác khách ở Vĩnh Long ở đây thì em bán trong mức giá là 17 triệu đồng vận chuyển và lắp đặt tận nơi tận nhà cho các bác luôn các bác. Và bác nào đang xem được video này thì có cái góp ý nào về con bàn thờ án gian chuyện sen không lộng thủ như này thì nhớ để lại comment cho phần bên dưới để cho bác khách ở Vĩnh Long và cũng như cơ sở đầu gối Gia Vũ bên em biết, và có những cái lỗi lầm gì thì bên em sẽ chỉnh sửa và cải tiến để làm sao đưa đến cho các bác một cái sản phẩm đẹp nhất, ưng ý nhất, công khai nhất, và đặc biệt là thờ cúng là phải chuẩn chu nhất các bác ạ.